Thưa quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 3, kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Thay mặt những người làm chương trình, xin gửi đến một nửa thế giới, các bà, các mẹ, các chị, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Vâng thưa quý vị, áo dài là biểu tượng của dân tộc Việt Nam, là một phần tất yếu trong mỗi phụ nữ Việt, là đặc trưng cho một quốc gia có người phụ nữ chịu thương chịu khó. Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 8 tháng 3 năm 1910, ngày 8 tháng 3 năm 2021, hưởng ứng đợt phát động tuần lễ áo dài của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuần vinh áo dài Việt Nam, qua đó đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người, nhất là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy di sản, văn hóa áo dài của Việt Nam. Những ngày vừa qua, khi đi đến bất kỳ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào trên địa bàn cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh nữ cán bộ, công chức, viên chức mang trang phục áo dài khi làm việc. Diện trang phục áo dài đi làm khiến mỗi chị em đều trở nên duyên dáng, đầm thắm hơn. Không khí nơi làm việc cũng trở nên nhẹ nhàng, vui tươi. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng tuần lễ áo dài 2021 từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nhờ hưởng ứng tuần lễ áo dài mà lần đầu tiên chị em công ty được diện áo dài đi làm, cá nhân tôi cũng như mọi người cảm thấy rất vui và hào hứng. Việc mang áo dài làm cho tinh thần chị em công ty rất là vui và giúp công ty tạo được ấn tượng tốt đối với khách hàng. Tôi và mọi người đều là hy vọng là hoạt động này sẽ được duy trì trong nhiều năm tới. Cùng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng tuần lễ áo dài 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh áo dài, thông qua việc các chị em tổ chức các hoạt động đồng diễn, trình diễn trang phục áo dài, các hội thi về nét đẹp áo dài, duyên dáng áo dài, cuộc thi nét đẹp, ảnh áo dài. Đặc biệt, xây dựng các mô hình tổ chức tại khu dân cư là vận động thu thập áo dài để tặng cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Và trong tất cả các sự kiện, hội viên phụ nữ đều mang áo dài, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, không chỉ dừng lại ở việc hưởng ứng tuần lễ áo dài, mà hội mong muốn chị em phụ nữ cần duy trì nét đẹp văn hóa dân tộc này một cách lâu dài. Chị em phụ nữ cũng cần phải thường xuyên duy trì cái việc mặc áo dài trong các hoạt động của công sở, các sự kiện của gia đình và xã hội. Và đặc biệt là chị em cũng nên tăng cường, tích cực phối hợp để mà tuyên truyền, để khẳng định cái giá trị của áo dài, cũng như là góp phần giữ gìn cái truyền thống nét đẹp của áo dài, hướng đến công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Có thể nói, các hoạt động tôn vinh áo dài Việt đã thể hiện sự nỗ lực, tâm huyết của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các cấp hội trong việc gìn giữ và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, qua đó tôn vinh phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.